Như thế này, tôi xin cảm ơn hết. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hôm nay tôi bị bệnh đau gấp khối từ lâu lắm rồi, đến mấy năm nay. Trước đây là nó sưng rất là to, nhưng mà bây giờ thì nó không sưng nữa. Tôi cũng chịu khó rèn luyện, tập luyện đều thuốc thang đủ thứ. Thế vừa rồi thì cái hội thảo trước ấy, tôi có đến đây là tôi cũng mua 20 đá. Thì tôi về tôi hôm nào tôi cũng mua một đá. Tôi một ngày làm hai lần, một lần buổi tối, một lần trưa. Thì từ đó đến nay thì tôi cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Đi lại thì nó cũng dễ hơn. Trước đây cái chân tôi đã được đi lê nhiều hơn thì bây giờ nó chỉ lê ít thôi. Tôi mà đi mà cái chỗ mà đường nó cũng bằng ấy, nó va vào những cái chỗ mô nó lên một cái thì là nó chối, nhưng nó đau hết cái khớp đằng sau nó đau lắm, đau điếng người lên. Mà có thời kỳ là tôi còn phải bò lên khác thì tôi không đi được hai chân đi. Đi một cái bước lên thế này một cái thì là cứ phải nâng nhấc nhún người lên thì nó lại đau, thế là tôi thò hai tay bỏ. Thế thì đến bây giờ thì tôi trong ôm cái viên đá thì thế bây giờ là tôi đỡ hơn nhiều. Còn cái đau ở cái chỗ đằng không này, tức là cái xia bên phải này, thì tôi thấy chắc là tôi đoán là nó là đau của kinh quản. Thế thì trước đây khi mà tôi chưa truyền đá thì cứ để giảm đau tôi cứ mỗi ngày tôi uống hai cái viên thuốc hỗn hợp thần kinh ấy, thì là tối ngủ thì nó dễ chịu, chứ không là nó không ngủ được. Thì bây giờ tôi không phải uống nữa, thì đấy là cái tình hình hiến. Nhưng mà cái khớp của tôi thì nó vẫn đau, bởi vì nó bị tôi đi khám thì người ta bảo là gai cột sống và gai đầu gối, thế và thoái hóa toàn bộ xương khớp. Thế tôi bị loãng xương mà, nên là bác sĩ có bảo là phải đi cẩn thận, nhưng nếu mà ngã thì là gãy cổ xương đùi đấy. Thì đấy là tình trạng của cơ thể. Thì còn huyết áp thì huyết áp cũng cao, huyết áp cao. Nên mỗi ngày thì có thể uống một viên. Rồi, bây giờ bác ngồi xuống đứng dậy dùm coi. Bây giờ thì tôi ngồi. Dạ, ngồi xuống đứng dậy coi được. Rồi, bác cứ đứng dậy đi. Rất là chậm phép. Rồi bác ngồi xuống đứng dậy có đau không? Thì hơi đau thôi. Hơi đau thôi. Thì đấy là cái gì là tôi thấy là chườm cái viên đá là có hạn. Rồi mời bác. Chườm lạnh. Đau. Chườm lạnh cái điểm nào? Và cái chỗ nào mà đau nhiều nhất thì anh chườm cho nó. Xong rồi. Nên dễ chịu. Nó dễ chịu hơn. Cái chỗ đau này là nó hơi đau. Còn cái đầu gối này thì dễ chịu. Trái là nó đau từ mấy chục năm nay. Nhưng mà không đau. Chứ mà ra ngoài này thì chưa lại đăng ký đến. Nói đầu rồi. Thế sau khi được các thầy cấm huyệt để xoa bóp đó thì cái lưng của tôi lúc nãy là nó đau hơn, tức là tôi nói cái như là cái thần kinh tọa thì bây giờ là nó đỡ hơn nhiều rồi. Hy vọng rằng là làm thì nó đau thì nó giảm đau cho mọi người, thì cố gắng là có điều kiện thì đi học cái lớp này để vừa là chữa bệnh cho mình và đồng thời là chữa bệnh cho người khác. Nên nếu mà có điều kiện thì là rất là tốt. Tôi muốn đi lắm nhưng mà cái điều kiện gia đình thì tôi lại không đủ điều kiện đi, cho nên là thỉnh thoảng cái hôm nào mà có chủ nhật ấy, thì tôi mới có thể là đến để dự cái hội thảo hoặc là tham gia mọi người giúp đỡ tôi về học chuyện sức khỏe được thì cái bệnh thì tốt.
cảm ơn thầy chị Châu, cảm ơn các thầy, cũng là chúc mọi người là học được nhiều hơn kiến thức để chữa bệnh cho mọi người rộng rãi hơn, để dân của mình là nó khỏe mạnh hơn. Cảm ơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.